Tin thế giới, Nga vỡ nợ lần đầu sau hơn 100 năm. Moscow tăng cường tấn công Kiev giữa lúc G7 hội họp. Nắng nóng hiếm gặp tại Trung Quốc, có nơi nhiệt độ bề mặt tới 74 độ C. Nắng nóng kỷ lục, Nhật Bản kêu gọi 37 triệu dân tiết kiệm điện. Nông dân và lái xe Peru biểu tình khi giá xăng cùng phân bón tăng cao. Tin Việt Nam, sập tường nhà ở Nha Trang khiến cho một người tử vong. Cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện. Nhiều người tham gia chống dịch mòn mỏi chờ phụ cấp. Bộ Y tế cho biết chưa thể công bố hết COVID-19 tại Việt Nam. Xây dựng chung cư tái định cư hàng ngàn tỷ đồng rồi để hoang. Hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội bất ngờ khi con bỗng dưng bị chuyển trường. Cam Ranh xuất hiện cá voi đang săn mồi. Xin kính chào quý vị. Hằng Lâm rất vui khi gặp lại quý vị trong bản tin tối ngày 27 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Mở đầu là tin tức trên thế giới. Chúng ta đều biết việc Moscow đưa quân tấn công vào Ukraine hồi cuối tháng 2 đã làm dấy lên cơn sóng trừng phạt dữ dội từ Mỹ và châu Âu, theo đó gây ra thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga. Theo Bloomberg, các biện pháp trừng phạt này đã khiến cho Nga lần đầu vỡ nợ nước ngoài kể từ năm 1917. Moscow phải thanh toán khoản lãi suất trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ với hạn chót là hôm 27 tháng 5, xong được ân hạn tới hôm qua ngày 26 tháng 6. Theo đó, việc Điện Kremlin chưa thể hoàn tất khoản nợ được gia hạn thêm một tháng này đồng nghĩa với việc Nga bị coi như vỡ nợ nước ngoài. Ông Hassan Malik, chuyên gia tại công ty đầu tư toàn cầu Loomis Sayles cho hay, điều này vô cùng hiếm, đó là khi một chính phủ có đủ khả năng trả nợ lại bị chính phủ nước ngoài đẩy vào hoàn cảnh vỡ nợ. Còn theo chiến lược gia cấp cao Timothy Ash của Anh, một vụ vỡ nợ sẽ là thảm họa đối với Nga, vì theo sau là nguy cơ cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn tài chính của nước này trong nhiều năm. Nga tăng cường tấn công Ukraine giữa lúc G7 hội họp. Hôm 26 tháng 6, Nga đã bắn tên lửa vào một chung cư và gần một trường mẫu giáo ở thủ đô Kiev của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công này là dã man trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung ở châu Âu để thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow. Theo Reuters, trong những giờ đầu, có tới 4 vụ nổ làm rung chuyển trung tâm Kiev. Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak cho hay, người Nga đã tấn công Kiev một lần nữa, tên lửa đã làm hư hại một tòa chung cư và một trường mẫu giáo. Còn theo phó thị trưởng thành phố Kiev, có một người đã thiệt mạng và 6 người bị thương. Cuộc tấn công tên lửa của Nga diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo G7 đang nhóm họp thượng đỉnh ở Đức. Chuyển qua các tin tức thế giới khác, miền Bắc Trung Quốc vừa trải qua một đợt nắng nóng hiếm gặp, nhiều nơi đã phá kỷ lục về nhiệt độ từ đầu tháng 6. Hôm 25 tháng 6, một phóng viên đài TVBS Đài Loan đưa tin tại Bắc Kinh rằng hôm đó thời tiết ở Bắc Kinh rất nóng nực, nhiệt độ mặt đất đo được lên tới 57 độ C. Trong khi đó, ngày 24 tháng 6, nhiệt độ bề mặt ngoài trời ở một số khu vực thuộc tỉnh Hà Nam từng có thời điểm lên tới hơn 74 độ C. Cư dân mạng tỉnh này đã chia sẻ cảnh con đường xi măng vỡ tung dưới đợt nắng nóng trên các mạng xã hội. Tính đến ngày 25 tháng 6, đợt nắng nóng lần này ở Hà Nam đã kéo dài 10 ngày. Ngày 24 tháng 6, một số cư dân mạng ở Trịnh Châu đã đăng một video cho biết cửa kính của họ bị vỡ do nhiệt độ quá cao. Trong video, những đường nứt dày đặc xuất hiện trên cửa kính và chúng vỡ ra khi dùng tay chạm vào. Tại Thiên Tân, nhiệt độ mặt đất lên tới 52 độ C, người đi đường hầu như đều phải che ô. Nắng nóng kỷ lục, Nhật Bản kêu gọi 37 triệu dân tiết kiệm điện. Hôm nay ngày 27 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân ở Tokyo và khu vực lân cận sử dụng ít điện hơn và cảnh báo rằng nguồn cung điện sẽ chịu áp lực khi đất nước phải đối mặt với một đợt nắng nóng. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản khuyến cáo người dân nên tắt đèn nếu không cần thiết trong 3 giờ, từ 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Tuy nhiên, theo cơ quan này cho biết, vẫn nên sử dụng điều hòa để tránh say nắng. Nguồn cung điện ở Nhật Bản đã bị thắt chặt kể từ khi một trận động đất hồi tháng 3 ở khu vực đông bắc nước này khiến cho một số nhà máy điện hạt nhân phải tạm ngừng hoạt động. Các quan chức cũng đã đóng cửa một số nhà máy nhiên liệu hóa thạch cũ trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải CO2. Những vấn đề này cùng với nhu cầu sử dụng điện tăng vọt đã dẫn đến tình trạng thắt chặt sử dụng điện. Trong khi đó, ngày 25 tháng 6, thành phố Isesaki ở miền đông của Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt vượt quá 40 độ C, phá vỡ kỷ lục về tháng 6 nóng nhất của nước này vào năm 2011.
Nông dân và lái xe tải Peru biểu tình khi giá xăng và phân bón tăng cao. Các lái xe và nông dân Peru hôm nay tổ chức biểu tình sau khi đàm phán thất bại với chính phủ về các biện pháp nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu và phân bón đối với người dân. Cuối tuần trước, các lãnh đạo công đoàn nước này đã họp với đại diện chính phủ, yêu cầu giảm chi phí và hạn chế sự cạnh tranh từ các nhà vận tải thuộc những nước láng giềng. Giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao đã gây ra tình trạng bất ổn ở Peru, nhà sản xuất đồng số 2 của thế giới. Trong khi đó, tình trạng thiếu phân bón làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực ở nước này. Chính phủ của Tổng thống Pedro Castillo đã thực hiện các biện pháp để kiềm chế chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng tỷ lệ lạm phát hàng năm của Peru vẫn ở mức khoảng 8%, mức cao nhất trong 24 năm. Một số công đoàn nông nghiệp cũng đã thông báo đình công vào thứ Hai ngày 27 tháng 6 để phản đối việc tăng giá và tình trạng thiếu hụt phân bón. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Sập tường ở Nha Trang khiến một người tử vong. Khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 6, ba người đàn ông đập tường của một ngôi nhà đã được giải tỏa tại khu đô thị Hà Quang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong lúc đập thì bất ngờ bức tường đổ sập đè trúng hai người, người còn lại may mắn thoát ra kịp. Sau khi nghe tiếng đổ rầm, người dân xung quanh chạy đến kéo ra được một người. Người còn lại bị gạch đá vùi lấp mãi đến gần 11 giờ trưa. Lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra và đưa đi cấp cứu, sau đó thì tử vong. Cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện. Cháu bé 4 tháng tuổi ngụ xã Ea Ken, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk bị viêm phổi nhẹ và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột điều trị vào ngày 24 tháng 6. Gia đình nạn nhân kể lại, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của cháu đã bình thường. Tuy nhiên, đến chiều ngày 26 tháng 6, lúc cháu đang ngủ, nhân viên y tế vào cho thở khí dung. Khi thấy dấu hiệu bất thường ở cháu, gia đình đòi gỡ bộ khí thở, nhưng nhân viên y tế không cho. Sau một tiếng thở khí dung, bé yếu dần, người tím tái hơn nên các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, sức khỏe cháu ngày một yếu và tử vong vào lúc hơn 9 giờ sáng ngày 27 tháng 6. Trưa ngày 27 tháng 6, gia đình nạn nhân vẫn để cháu bé tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Vâng, hẳn là quý vị còn nhớ khoảng thời gian bùng dịch Covid-19, các y bác sĩ, những người phải xa gia đình vào các khu vực cách ly để tham gia phòng dịch. Theo nghị quyết 16 của chính phủ vào thời điểm đó, những người khám, điều trị, lấy mẫu, vận chuyển người bệnh, phẩm bệnh Covid-19 thì sẽ được phụ cấp từ 150.000 đến 300.000 đồng một ngày. Dịch đã cơ bản được khống chế hơn một năm nay, nhưng đến nay, những người tham gia phòng chống dịch vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp. Nhiều đơn vị gửi văn bản lên thành phố nhưng cũng không nhận được phản hồi nào. Một nhân viên y tế chia sẻ, chỉ biết chờ thôi, đó có thể không phải là số tiền quá lớn, nhưng là sự ghi nhận đối với đội ngũ tham gia chống dịch. Tôi cũng hơi buồn và thất vọng. Bộ Y tế cho biết chưa thể công bố hết Covid-19 tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, từ tháng 3 đến nay, số ca nhiễm và tử vong đã giảm. Gần đây, cả nước ghi nhận 1.000 ca một ngày. Tỷ lệ tử vong giảm còn 0,06% tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế cho rằng chưa thể công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam. Lý do virus liên tục biến đổi, khó xác định tính chất nguy hiểm và mức độ tăng nặng, tử vong. Trường hợp xuất hiện biến thể mới, nguy hiểm hơn, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng thì sẽ vượt qua năng lực của hệ thống y tế. Bộ Y tế cho rằng việc duy trì công bố dịch Covid-19 sẽ huy động sự quan tâm của mọi người, bố trí kinh phí đầy đủ và không bị động. Xây dựng chung cư tái định cư hàng ngàn tỷ đồng rồi để hoang. Tại Hà Nội, nhiều khu chung cư tái định cư được xây dựng với tổng số vốn đầu tư cả ngàn tỷ đồng, nhưng hiện bỏ hoang, không có người ở và bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ra lãng phí. Cụ thể, chung cư tái định cư tại ngõ 156 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai đã nhiều năm không có người ở, khung cảnh hoang tàn, mặc dù bên trong vẫn có người trông giữ. Cũng tại quận Hoàng Mai, dự án khu tái định cư Trần Phú cũng bỏ hoang nhiều năm nay. Nhiều hạng mục bị hư hỏng, khuôn viên khu chung cư được tận dụng làm nơi chăn thả gia cầm. Ở gần chợ đầu mối Đền Lừ, ba tòa chung cư tái định cư cũng bỏ hoang nhiều năm. Dù nằm ở vị trí ngay mặt đường Tân Mai, cửa ra vào tòa chung cư được khóa kỹ, khuôn viên xung quanh cây cối mọc um tùm. Hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội bất ngờ khi con bỗng dưng bị chuyển trường. Trường tiểu học Hoàng Liệt thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bất ngờ ra thông báo chuyển hàng trăm học sinh sang trường khác, nhưng không bàn bạc cho phụ huynh và học sinh biết trước, với lý do là để trường xây dựng chuẩn quốc gia.
Một số học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của trường này phải điều chuyển sang trường tiểu học Chu Văn An để giảm sĩ số. Điều đáng nói là trường tiểu học Chu Văn An nhiều năm nay vốn đã quá tải. Học sinh của trường Chu Văn An phải thay nhau nghỉ luân phiên để đảm bảo có đủ lớp học. Thắc mắc là tại sao nhà trường không thông qua phụ huynh mà bất ngờ thông báo chuyển tuyến. Chiều ngày 26 tháng 6, gần 100 phụ huynh đã đến trường để đối thoại với ban giám hiệu. Rất nhiều phụ huynh cũng đã đặt ra câu hỏi cho ban giám hiệu. Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết nhiều câu hỏi vượt quá thẩm quyền trả lời. Cam Ranh xuất hiện cá voi đang săn mồi. Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một con cá voi rất lớn đang há miệng đớp mồi xuất hiện gần đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, khiến cho nhiều người thích thú. Người quay video chia sẻ, con cá voi xuất hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 6, cách đảo Bình Hưng khoảng 400 mét, kích thước to bằng cái thuyền. Khu vực này cứ khoảng 2-3 năm thì lại xuất hiện cá voi. Tại Việt Nam, cá voi mang biểu tượng của sự may mắn, bình an và phát đạt. Đây là một động vật linh thiêng với người dân ven biển, đặc biệt là các ngư dân. Và bản tin tối của Khỏe Tự Nhiên cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối an lành và vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.